là một fan của Diablo và có khuynh hướng tiêu dùng thực dụng, mình đã nghĩ ngay đến Steam Deck để phục vụ cho Diablo 4 khi tựa game được công bố. Nhưng rồi ROG xuất hiện cùng với cấu hình vượt trội và được Asus phân phối chính hãng. Và quan trọng nhất là màn hình nó có VRR, thì tội gì mình không chọn Ally. Khoảng thời gian vừa qua thì dù trên phương diện cá nhân là Diablo 4 khá là flop, tuy nhiên Ally thì lại không. Những trải nghiệm mà chiếc máy này mang lại đã vượt quá những gì mà mình mong đợi.